Xin chào tất cả bác nhá. Đây con cu. Hai đôi con cu gái này thì mình tắt hỏi con mẹ rồi nhá. Đấy. Và mua chuồng mới nữa. Đấy, tắt hỏi. Có 4 con tắt ra cho đẻ. Đây con mẹ này nó đang ấp này. Đây nó đẻ 2 quả nữa. Đây nó con này cũng đẻ này. Đây mình ra con này. Đây mình bắt nó. Úi giời. Đây các bạn. Ở đây cũng nhìn thấy 2 quả. Đấy các bạn. Con này cũng đẻ 2 quả. Con này đẻ cũng đẻ 2 quả. Đây. Đấy. Giờ mình đi. Mình quay cho các bạn xem cái này nhé. Mình lại cập nhật cho các bạn xem con gà tre nó lớn cỡ nào. Mình đẻ đang ngay cơ. Tắt con mẹ ra rồi. Đây mình đi đường này. Tắt con mẹ ra. Kia. Chùm bạt kín. Không thì đêm mưa. Đây ở dưới này. Mình bỏ con gà ra. Ồ, lại bọc ở một lớp nữa. Đấy. Ồ. Đây bạn này. Đấy, 4 con chui góc kia kìa. Đây này. Đây để vặt ra. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn là 4 con. Ôi, mình đợi là không lại mưa. Đậy bạt vào. Rồi. Đi ra. Con xe này con này. Đây. Đấy. Con xe nở. Rùa đâu rồi? À đây, rùa mình đây. Ơ, rùa ở trong này. À đây. Tìm mãi không thấy. Đây. Đây rùa. Lớn hơn một tí rồi. Đây mình quay. Mấy tụi con trâu vẫn ở đây ăn cỏ. Đây mình trồng cỏ ở đây cho nó ăn này. Đấy. Trồng cỏ vào. Ông cụ này thì đang chân trâu. Còn thằng này thì thằng ngồi lên lưng trâu này thì đang chân trâu. Của ông này thì đang xem là có chân trâu không. Đây là nhà của ông cụ này. Đây là nhà của ông cụ. Đấy. Thôi cho các bạn nhá, mình cũng kết thúc video đây các bạn nhá. Chào tạm biệt các bạn nhá.